dù bị khuyết tật nhưng mà cô ấy vẫn sống tốt. Mình làm được những gì mình có thể, điều đó nó sẽ quý hơn. Có một chút mến mến. Cũng bị từ chối phụ phàng rồi, chỉ giữ lại tình bạn thôi. Trời ơi, một hình ảnh quá là xúc động. Xin chào hai bạn. Tôi xin thay mặt cho chương trình rất cảm ơn hai vợ chồng bạn, nhất là cô dâu hôm nay đã đến với trường quay của vợ chồng Son. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Thảo Phương. Năm nay em 34 tuổi. Rồi, còn em? Em tên là Minh Trí. Năm nay em được 29 tuổi. Hiện tại em đang làm tài xế dịch vụ motorbike taxi của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DID. Rồi, cơ duyên khiến hai bạn gặp nhau? Cách đây gần 9 năm, đúng vào cái ngày 8 tháng 10 là ngày sinh nhật của bà xã, thì em nghe được cái bài chia sẻ về cuộc sống như đời thường trên sóng phát thanh á. Thì qua nghe qua những cái câu chuyện mà bà xã chia sẻ thì em cảm thấy xúc động khi cô ấy chia sẻ về những cái khó khăn khi mà cô ấy lúc đó là cô ấy bị khuyết tật. Mặc dù bị khuyết tật nhưng mà cô ấy vẫn sống tốt, vẫn có nghị lực, biết vươn lên trong cuộc sống. Em quyết định viết thư làm quen. Cũng khoảng 5 năm thì lúc đó mới biết mặt nhau. Lý do tại sao em lại bị như vậy? Dạ, em bị tai nạn năm 17 tuổi. Thì lúc đó... đó em cũng không muốn tiếp xúc dài nữa. Thì lúc đó làm bạn nghe radio mỗi ngày. Rồi em nghe nhiều bạn chia sẻ là họ mặc cảm, họ không được có đầy đủ điều kiện, hoặc là họ không đẹp, không cao, thế này thế kia. Thì em mới nghĩ lại là tại sao họ đương có một cái sức khỏe, một cái thân hình rất là khỏe mạnh mà họ không biết trân trọng cái điều đó. Khi mà nhìn lên thì có thể họ không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì họ hơn rất là nhiều người. Thì chính vì điều đó em viết cái bài chia sẻ của mình, là cái điều quan trọng nhất á không phải là những cái vật chất bên ngoài, mà cái tinh thần và tình cảm, sức khỏe của mình. Mình làm được những gì mình có thể để bớt đi một phần nào đó gánh nặng hay là nỗi lo lắng của cha mẹ, thì cái điều đó nó sẽ quý hơn. Và chính từ cái thông điệp đó mà em quyết định em làm quen với bà xã em, đúng không? Dạ, nói chuyện được vài lần thì mới hẹn gặp mặt. Thì cái ấn tượng của em lúc gặp mặt bà xã là sao? Có một chút mến mến. Cái xạo. Xạo liền. Trước đó 2 năm là đã ngỏ lời một lần rồi, bị từ chối phụ phàng rồi. Cho nên bị quê đúng không? Dạ, chỉ giữ lại tình bạn thôi. Rồi đến lúc nào thì mới ngỏ lời là yêu thương cô này? Khoảng một tuần sau thì em mới ngỏ lời. Chắc chắn là em phải thử thách anh này rất nhiều đúng không? Dạ đúng. Trong quá trình quen nhau, lúc đó là em ở chung cư lầu 3. Mỗi lần bạn này qua chơi thì phải đi lên lầu 3. Rồi muốn chở em đi chơi thì phải cộng xuống. Đi bộ từ nhà em mà qua trung tâm DD cũng cỡ 3-4 cây số. Là bạn đẩy bộ đi, dạ. Thử thách trong bao lâu? Cỡ nửa năm, một năm gì đó. Mà bạn ấy vẫn kiên nhẫn. Dạ. Thời gian đó bế có nặng không? Thấy nó nhẹ lắm, nhưng mà giờ thấy nặng. Trời ơi. Ủa, vậy giờ hỏi nè, nãy bế lên có nặng không? Giỡn chơi thôi chứ bế cả cuộc đời mà. Ồ, có nặng cũng phải bế. À. Rồi trong vòng nửa năm đó là em chấp nhận đồng ý. Dạ, tại vì khi mà tham gia sinh hoạt ở trung tâm á, với các bạn khuyết tật khác, thì em nhìn cái cách thái độ của bạn tiếp xúc với bạn những bạn khuyết tật khác như thế nào. Tại vì trong khi mà gặp em á, thì bạn nói em là người khuyết tật đầu tiên bạn tiếp xúc, thì em mới rủ đi tham gia, thì thái độ với một cách rất là nhẹ nhàng, rất là bình thường và vui vẻ, nhiệt tình với mọi người. Thì lúc đó em cũng cảm thấy cái này cũng được. Đó là trung tâm gì em? Trung tâm khuyết tật và phát triển DRD. Ở nơi đó thì là một cái nơi để mà mình tham gia sinh hoạt, nơi giúp mà người khuyết tật để phát triển. Chẳng hạn như là ở đó thì có những cái mô hình sống độc lập dành cho người khuyết tật, rồi câu lạc bộ phụ nữ, rồi bên dự án thanh niên hỗ trợ. Ví dụ mà các bạn mà khuyết tật đó muốn đi học cao lên mà không có điều kiện, hoặc là gặp khó khăn gì đó, thì ở đó có thể hỗ trợ một phần nào đó. Các mặt khác nhau, không phải là về tiền bạc không. Chẳng hạn như là có một cái trường nào đó thì họ có giới thiệu việc làm cho mình, khi mà mình đi ra trường thì đó sẽ giới thiệu cho mình. Tức là nơi đó không phải là nơi để chữa bệnh, mà nơi là một giống như một cái câu lạc bộ dành cho những người khuyết tật. Họ đến họ tham gia và họ có thể tìm kiếm những cơ hội về công việc. Dạ, về công việc, rồi về những cái kỹ năng cho mình. Kỹ năng, rồi thậm chí là giao lưu về tình cảm nữa, đúng không? Kết bạn bốn phương. Theo chị thấy thì đây là một cái mô hình rất là hữu ích và cần thiết. Thì hiện tại là đang có một cái mô hình gọi là dịch vụ hỗ trợ xe ba bánh. Thì cái dịch vụ đó là hỗ trợ các bạn khuyết tật có thể là điện thoại tới tổng đài đăng ký, đi học, đi làm, đi khám chữa bệnh chẳng hạn. Tài xế sẽ tới rước, hỗ trợ đưa đến. Coi như là ông xã đang làm cái công việc đó. Mình đến đó thì là mình có phải mất tiền để mà mình tham gia vào? Dạ không, các anh chị ở đó rất là dễ thương, rất là nhiệt tình, giống như một ngôi nhà vậy. Thì khi đến đó cảm giác mọi người cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Ồ, vậy là địa chỉ là ở đâu em? Địa chỉ của trung tâm DID là ở đường số 7, khu tái định cư Thủ Thiêm, quận 2. Đường số 7,
khu tái định cư Thủ Thiêm quận 2. Đường số 7, khu tái định cư Thủ Thiêm quận 2. Thông qua cái chương trình này thì những bạn nào mà có những cái hoàn cảnh giống như là Thảo Phương đây á, thì các bạn có thể đến trung tâm đó để mà chia sẻ và học tập những cái kỹ năng mà những người khuyết tật mà mình còn có những cái khó khăn. Nếu mà các bạn nào mà gia đình không có người mà đưa đón được á, thì các bạn có thể điện thoại để mà trung tâm hỗ trợ xe. Mà hỏi bạn chồng chút xíu nè, trong thời gian thử thách nửa năm á, mà bồng lên bồng xuống từ lầu 1 tới lầu 3 rồi đi bộ xuống, có bao giờ mà bạn chồng suy nghĩ là bỏ cuộc không? Không có suy nghĩ bỏ cuộc, nhưng mà cảm thấy hơi nản. Hơi nản hả? Có nản đúng không? Làm khó em quá. Ồ, nhưng mà bạn chồng biết là đang thử thách hả hay sao? Em biết rõ là đang thử thách em luôn, nhưng mà em lì lắm, em làm gì là em phải làm cho tới. Nản là nản, cái vấn đề là mình biết mình đang bị thử thách thôi đúng không? Chứ không phải là nản là nản với cái tình yêu này đúng không? Dạ. Thế thì là vượt qua thử thách rồi, vậy thì cho đến cái ngày cưới liệu có cái gì khó khăn cản trở nữa không? Thì lúc đó em cũng gặp trở ngại rất là lớn từ phía gia đình. Gia đình em? Khi mà biết em quen Thảo Phương lúc đó thì gia đình cũng phản đối. Thì nói mày cưới nó về rồi nó có làm được cái gì đâu. Bản thân nó như vậy về mày chỉ nuôi nó suốt đời thôi. Rồi em nói thì sao? Em chỉ buồn thôi chứ em không có biết giải thích gì hết á. Mà đó là gia đình em cản chứ còn gia đình Phương tại sao lại cản? Lúc đó gia đình em nghĩ là một người như em bị như vậy á thì người ta chỉ chơi quen chơi qua đường thôi, hoặc là lợi dụng thôi. Tại vì những người mà không khuyết tật á thì còn bị chồng đánh đập hành hạ bỏ lên bỏ xuống nữa. Thì huống gì một người khuyết tật như em mà lấy một người không khuyết tật như vậy á thì làm gì có tình yêu thật sự, chỉ là sự thương hại nhất thời thôi. Chứ không có lâu dài đâu, nên là kêu em đừng có suy nghĩ, đừng có ảo tưởng về chuyện đó nữa. Nhưng em thì em nghĩ như vậy. Tại em tin vào những cái điều mà người ta dành cho mình. Và cái giác quan em, cái những cái điều mà em cảm nhận ở nãy em tin ở điều đó. Và bây giờ là đúng, giác quan của em hoàn toàn chính xác. Đúng. Chúc mừng đúng. Em Thế còn em, anh vẫn muốn hỏi là em làm như thế nào để vượt qua những cái rào cản của gia đình em? Thì lúc đó là em cùng bà xã đi tham gia sinh hoạt ở bên trung tâm khuyết tật và phát triển DID á. Thì ở bên đó cũng có nhiều bạn bè ủng hộ rồi cũng động viên tụi em nhiều. Thì từ đó mà em có được cái động lực. Sau một năm thuyết phục thì gia đình đồng ý. Còn cái ngày mà em dắt bạn này về ra mắt gia đình em á, em có thể chia sẻ cái ngày hôm đó cho anh tụi chị nghe không? Là lúc đầu á là nói là cho về là chỉ giới thiệu là chị nuôi của em. Nhưng mà sau về rồi khi mà tiếp xúc được với Thảo Phương á thì ba mẹ là rất là thích, ai hỏi ba mẹ giới thiệu luôn là con dâu. Ồ, vậy đó hả? Rồi sau đó là cưới luôn. Sau đó thì thời gian sau thì cưới. Cái lần về định mệnh đó là lúc đầu là gia đình không có đồng ý, và bên nhà em cũng không có cho em về. Anh cũng nói thôi em đừng có về. Đó thì em cũng phải đắn đo lắm, tại em nói đây là lần về mà quyết định là mình có đến được với nhau hay không. Tại vì nó là thử thách, bước qua được thì mình sẽ bước được những cái con đường kế tiếp, còn nếu không là bỏ cuộc luôn. Giống như nó là định mệnh đó. Dạ đúng rồi. Khi em về thì gia đình đã thay đổi hoàn toàn. Lý do tại sao? Những công việc mà gia đình làm á thì tuy em không đi lại được, nhưng mà em ngồi ở đó em có thể làm bằng tay của mình. Thì lúc đó là họ mới nghĩ là một người khuyết tật như em thì vẫn có thể làm được nhiều việc. Chỉ có điều là bất tiện cái sự đi lại thôi. Happy end quá rồi. Rồi sau đó là hai bạn lấy nhau. Dạ. Hôm nay hai em đến đây thì có bạn nào đi cùng không? Dạ có. Dạ có bạn bè và cũng có người thân. Dạ đồng nghiệp nữa. Có đồng nghiệp. Đồng nghiệp của anh Chí. Các bạn đó cũng là khuyết tật nhưng mà vẫn có thể làm tài xế xe ba bánh hỗ trợ các bạn khuyết tật khác. À rồi, trời ơi, chào các bạn. Xin chào các bạn. Trời ơi, nói chung là vui ha. Có bạn bè mình đi theo ủng hộ mình. Anh hỏi nè, tụi em đã lấy nhau bao lâu rồi? Dạ 2 năm. 2 năm. Ôi, có em bé chưa? Dạ chưa. Giờ ai cũng hỏi là hai đứa có tin vui gì chưa, nó dạ chưa. Hỏi sao vậy, nó hai đứa lo chưa xong, có em nhỏ hay sao lo. Mong muốn có không? Dạ muốn có. Sao không có đi? Tại vì giờ tụi em mướn một cái phòng mấy chị em ở chung. Cái phòng 6 người. Ai chồng ngủ sắp. Em thường mọi người hỏi trời ơi, vợ chồng còn trẻ mà ngủ vậy sao, nó chị không sao đâu, coi như là bạn ngủ chung cho vui vậy á. Coi như là bạn bè ngủ chung giường với nhau. Bây giờ tụi em đang ở đâu vậy? Dạ ở trên đường Sư Văn Hạnh. Chỗ đó thì chỗ đó chỗ mướn chỗ hơi mắc phải không? Dạ không, chị chỗ nhà cũng rất là tốt. Chị lấy một phần giá nào đó. Không, nhưng mà bây giờ đang muốn là ở riêng kìa. Còn đương nhiên một phần giá mà 6 con người ở chung thì đương nhiên là nó sẽ giảm bớt chi phí rồi. Nhưng mà bây giờ mình là vợ chồng trẻ, mình phải có cái sự riêng tư chứ. Thỉnh thoảng hai đứa cũng có tranh thủ kìa. Không, thỉnh thoảng tranh thủ nó không đúng ngày đúng giờ cũng đâu có được. Không được, phải riêng. Biết là... Cố gắng lên. Nói sao ta, biết về mặt kinh tế thì
Tại vì ở chung với mấy đứa em thì cũng có cảm giác là mình ở chung với gia đình hơn. Đúng, biết là như vậy, nhưng mà phải có một cái riêng tư. Dạ, tụi em sẽ cố gắng. Cố gắng đi cưng. Rồi thôi, bây giờ anh cũng thay mặt cho chương trình chúc cho Thảo Phương sẽ mau sớm có tin vui. Và anh cũng nói luôn là cái ghế em ngồi á rất là may mắn. Thiên đó nghe. Thiên mà may mắn. Rất thiên, rất thiên. Bởi vì những cô dâu khi đến với chương trình này bao giờ về cũng có tin vui. Dạ, thiệt không anh? Thiệt. Giống câu... bụt quá vậy. Anh làm như anh làm bụt vậy đó. Ngồi đối diện anh nhưng mà cái tác động kế bên mới có. Hy vọng là vậy. Thảo Phương á, dạ, thì ngoài cái công tác chính của em là làm ở trung tâm đúng không? Dạ không, em chỉ tham gia sinh hoạt. Tham gia sinh hoạt, nhưng mà cái công việc chính của em hiện giờ là gì? Dạ em làm bên thiết kế, là anh làm ở nhà luôn. Thiết kế gì cưng? Dạ thiết kế nem cạc với rồ xô với lại logo hoặc là những cái nhãn hiệu, cái tem nhãn đồ á. Có nghĩa là em vẫn làm theo cái đơn đặt hàng của người ta đúng không? Được rồi, bây giờ đầu tiên là chị mở hàng trước nè. Nếu mà sân khấu chị á, có những cái vở kịch nào mà cần làm về brochure đó thì chị sẽ đặt hàng em để em thiết kế cho bên chị ha. Dạ, thì dạ, cũng tạo một cái điều kiện để mà em, tại vì chị rất muốn em ở riêng, em phải ở riêng ra. Và nhân đây thì Thuận nghĩ là quý vị khán giả nào đồng tình với Thuận cũng như chị Vân, ủng hộ cho cặp vợ chồng này sẽ ở riêng, thì chúng ta bằng cách là ví dụ như ai đó nếu mà cần có thiết kế thì có thể liên lạc qua vợ chồng Thảo Phương. Nè, poster nè, visit đúng không, cặp visit nè, rồi những bảng hiệu các thứ đúng không em? Đó thì để giúp cho đôi vợ chồng này sẽ mau có phòng riêng nè, rồi sau khi có phòng riêng rồi họ sẽ mau chóng có em bé nè. xin chúc mừng em và cũng chúc mừng chị Vân luôn. Hy vọng là cả hai sẽ là những đối tác chiến lược của nhau. Chị em mình là đối tác chiến lược nha. Có vui không? Sao mặt buồn quá? Đáng vui. Đáng vui. Thôi, chúc cho niềm vui nhân đôi nha. Qua chương trình này rồi, có một đối tác là chị Vân. Và đặc biệt là về sẽ có em bé. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào tất cả các quý vị khán giả. Em tên Thanh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện đang làm thiết kế nữ trang. Rồi, mời em giới thiệu cho mình. Dạ, em tên Ngọc, em làm thông dịch viên tiếng Hàn. Em làm chung công ty với ông xã. Rồi, hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Bữa đó thì em ghi một cái status vui thôi. Là tuyển vợ từ 18 đến 24 tuổi. Lúc đó là em 19 tuổi. Em nói là em làm bà xã anh được không? Cái anh nói là được. Rồi thế là nói chuyện qua nói chuyện lại. 3 tháng sau thì tụi em gặp nhau. Nhưng mà trong cái quá trình 3 tháng đó là mình có gửi hình ảnh cho nhau coi không? Dạ không, không biết mặt gì hết. Tại vì hồi xưa người ta xấu nên người ta không dám gửi cho em hay sao em cũng không biết. Mà lúc đó em cũng không có đòi hình luôn. Tại vì em không nghĩ là sẽ gặp nhau ngoài đời. Rồi, gặp mặt nhau thì cái cảm giác và cái cảm nhận của hai người như thế nào? Là lúc đó anh rủ em đi câu cá. Em nói là em không dám gặp anh đâu. Tại vì sợ anh bắt cóc em thì sao. Rồi lúc đó em bắt ảnh là phải viết một cái list danh sách là hứa là không được làm em giận, không được anh hiếp em, rồi anh làm chuyện bậy bạ với em. Chứng minh nhân dân cho bà chủ nhà của em giữ. Ủa nhưng mà lúc mà lần đầu tiên tụi em thấy nhau á, là tụi em có nghĩ là mình dành cho nhau liền không? Có nghĩa là có bị xét ái tình hay là bị cái cảm giác là thích liền không? Lúc đầu thì gặp thấy con nít cũng thích lắm. Tại vì em cũng khoái con nít. Từ xưa giờ chơi với con nít không à. Tức là em thích liền đúng không? Thích, có thích chị. Còn em? Em thì em thích liền lúc đó nha. Rồi, bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Khoảng một năm sau á, nhưng mà trong thời gian đó thì ảnh cứ tâm sự, cứ kể là ảnh bị người yêu bỏ, chia tay người yêu này nọ. Em hỏi nếu mà chị đó quay lại rồi, anh có quay lại chị đó không hay anh chơi với em tiếp đó. Đương nhiên là người mới không bằng người cũ rồi. Cái em ghét, mới ngay từ lúc đó thì em mới quyết tâm là em cua đổ ông này cho bằng được. Rồi cuối cùng dính không? Em nghĩ là ngay từ lần đầu là ảnh mê em rồi, nên em vừa xúc chiêu ra là ảnh dính liền. Dính liền luôn. Rồi, trong cái thời gian hai bạn yêu nhau đó, tất cả mọi thứ nó có trơn tru không? Là quen nhau được 3 năm thì em đi Hàn Quốc, em đi du học. Thì lúc đầu là em mê anh này là tại vì anh này biết quan tâm, chia sẻ, ga lăng. Xong rồi qua bên Hàn Quốc thì anh ít liên lạc lại dần. Xong rồi với lại cũng mê mấy anh đẹp trai bên đó, rồi cái không chơi với anh nữa. Trời ơi, rồi đến khi mà em đi về Việt Nam thì hai đứa có rạn nứt không? Về Việt Nam thì ảnh cứu em lại. Nhưng mà em chán rồi, em không thích nữa. Em nói thôi chia tay thiệt đi. Anh không đồng ý, anh nói không công bằng với ảnh. Trước khi đây là sống chung nhà với mẹ mẹ chồng hiện tại bây giờ của em á. Thì ảnh là ảnh dê sờn lắm. Em phải ra chiêu là anh giữ dinh cho em đi. Rồi khi nào mà anh với em cưới nhau em cho anh. Mà nếu như mà không đến được với nhau thì em cũng cho anh luôn. Nên bây giờ anh giữ cho em đi. (Cười)
Rồi sao nữa? Cái thì bây giờ em đòi chia tay, cái anh nói vậy trả đây. Trời ơi. Trả cái gì? Không có cho em cái gì đâu mà trả. Vậy mới bất công mà, cứ đeo đeo như là ăn dạ vậy đó. Đi gặp bạn bè cũng không được, nói chuyện với ai cũng không được, giống như con Sam vậy đó, cứ đeo theo em trong thời gian đó em bực lắm. Nói, thôi cho đại cho xong đi, mệt quá, bực quá. Cái vậy là ảnh dụ em làm đám cưới. Rồi em không biết làm sao, lúc đó em đồng ý cưới luôn. Là cho rồi sao thấy cũng được được. Cho rồi mới cưới đúng không? Dạ không, cưới rồi mới cho. Ok. Dạ là lúc đó định cưới vài tháng thôi là bỏ, nhưng không có đi đăng ký kết hôn. Dạ nhưng mà mới có 3 tháng anh dụ em có em bé. Trời ơi, đến là nó bị dụ suốt luôn rồi đó. Ủa bà nè, rất dễ dụ thiệt chứ. Lý do gì mà đòi cái đó hả? Bí quá à. Bí quá. Cái đó là chiêu hay là em đó đòi? Tức quá đòi. Nói chung vợ em á thì cũng khoái, gọi là giống như là dễ bị khích á. Cứ thử có vấn đề nào mà khích mà làm không được á là phải làm cho bằng được, nói động tự ái cái là làm à. Cho nên hết chiêu để chơi rồi nên áp dụng cái chiêu đó là phải làm. Mà lúc đó em khinh hắn lắm, giống như hắn hèn lắm, tự nhiên cái hắn lấy cái đó ra hắn đòi, mà em suy nghĩ giống như anh nói đó, đâu phải của hắn đâu mà hắn đòi, cứ đeo hoài mà ý. Nổi điên, anh nổi điên cho rồi đó. Dạ đúng rồi. Bực bội. Ừ. Hỏi lén nha. Dạ. Khi mà nói chung là đạt được ý nguyện rồi đó thì cái cảm xúc của em nó như thế nào? Vui anh. Vui không? Dĩ nhiên cái đó phải vui rồi đúng không? Có ông nào mà hỏi không vui. Nhưng mà ý anh nói là khi mà mình đạt được cái điều đó rồi. Dạ em nói là cưới 6 tháng rồi chia tay. Nói ừ cũng được nữa, kệ nó lúc đó luôn. Lấy nhau xong rồi dễ gì chia tay được, đâu có dễ. Đâu có dễ đâu. Đâu có dễ. Với lại cái chuyện mà có em bé đó. Không có chuyện đó ngoài kế hoạch anh ơi. Nhưng mà em nghĩ không phải ngoài đâu, chắc ảnh dụ em á chứ không phải ngoài đâu. Tại vì em uống thuốc mà sao có em bé cái ảnh dụ em mà nó uống thuốc không tốt đâu em. Thôi để anh xử cho đừng uống thuốc. Ảnh dụ em. Ôi nghiệp á. Bị dụ xuống vậy. Rồi có lúc mà em có em bé em có bắt đền không? Dạ có, em bắt đền bằng cách là em cứ sai ảnh miết thôi. Ví dụ như thay tả cho con nè, cho con bú nè. Rồi làm hết luôn. Bắt làm hết luôn, em không làm gì hết. Không có ảnh thì em làm, còn có thì em bắt ảnh làm hết. Không nói cho vui vậy thôi chứ thật ra không làm. Không biết làm. Dạ. Ai không biết làm? Vợ em không biết làm, ẵm con mà không biết ẵm mà không dám ẵm luôn. Em bé đó mình bữa nay là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em bé được gần 2 tuổi. Là trong suốt 2 tuổi là anh ấy làm hết không? Nói hay nói quá đó, là mẹ chồng em với mẹ ruột em cũng chăm phụ rất là nhiều, ảnh đâu có gì không, đâu. Sau lâu thì mẹ chồng với mẹ ruột của em thì chăm nhiều hơn cả hai chồng để làm suốt rồi. Trong cái thời gian mà em ở nhà ý là mẹ của em với mẹ vợ em á thì đó, nhưng có điều á là thời gian mà ở nhà là cứ sai em thôi. Thông cảm đi. Thì thực ra em đâu có cái gì để nó đòi lại đâu. Nếu mà đòi lại thì càng lỗ chứ sao. Với nó chỉ đòi cái đó được thôi. Không, cái đó là hành đó, hành đó. Tuấn biết cái chuyện vợ mình cố tình không? Biết chứ anh. Em về em hay đọc báo rồi giải trí một chút á, nhưng mà không có bữa nào được hết á. Đọc chưa được ba hàng nữa rồi nghe không? Mới mở cái điện thoại vừa mở khóa bàn phím xong cái anh ơi. Chỗ cái anh ơi. Hay có bị ám ảnh thôi cái từ anh ơi. Tôi ngủ còn hơn. Rồi giờ kể cho anh nghe coi, vợ em có cái tật gì mà nó không có đẹp không? Nhiều. Nhiều mà nó nói nhỏ xíu à. Không nói lớn sợ lát về đang ăn đòn anh. Trời ơi. Đâu kể anh nghe đi. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều là không biết làm gì hết trơn thôi à. Vợ em cái gì cũng được hết trơn, chỉ có một điều là nó không biết làm gì. Không biết làm gì hết trơn thôi à. Ví dụ. Ủi đồ không biết. Bộ đồ đi làm cũng chồng ủi. Nấu cơm không biết nấu. Chăm con không biết chăm. Không biết còn biết làm gì nữa không à. Cũng có chút cố gắng, có nghĩa là dạo này cũng hay tập nấu ăn, coi trên mạng anh, rồi làm theo xong rồi nhà không ai dám ăn hết. Có cố gắng nhưng mà lại không được thôi. Mà mỗi lần mà mua cái gì về á là huy động hết cả nhà, giống như là một cái đại tiệc vậy đó. Làm cho đã xong rồi không được gì hết. Tội nghiệp vợ em vô làm hết luôn. Ở ngoài chỉ đạo làm này mà làm sao không chịu. Rồi tự mình chế biến, nhưng mà chế biến xong rồi coi như là ra chỉ để nhìn chụp hình chơi thôi. Bởi vì lấy con nít đó cực khổ vậy đó. Thì phải chịu thôi. Khổ lắm chị, biết khổ hoài à. Về nhà thì hay làm bèm, hay kêu rồi vậy thôi, chứ cũng không có gì gọi là quá đáng. Giận lên thì chia tay. Từ quen tới giờ nếu mà em tổng kết lại thì chắc không dưới 500 lần.
500 lần chia tay. Hầu như là cứ cách ngày 2 ngày là có chia tay. cái vụ mà vợ em đi Hàn Quốc về mà loại chia tay em thấy nó bình thường lắm. Đúng rồi, mình đúng rồi. Cứ vậy không? Nhiều đó thôi, đủ mệt lắm rồi em ơi. Anh thấy con tính con nít mà ở nhà cả mè nheo suốt ngày, em nói nhà em mới có một đứa con thôi mà rốt cuộc nhà em tới 2 đứa, anh hiểu không? Đúng rồi, đứa lớn đứa nhỏ. Rồi sao bé lớn? Anh ấy thì sao? Nhiều tật xấu lắm, nhưng mà tật xấu lớn nhất là mê coi phim. Ví dụ như khi mà đang coi phim hành động là anh tập trung vô coi thôi, không chú ý gì hết á. Kêu mà phải khiều khiều, còn nếu mà chỉ kêu bằng giọng nói thì là không nghe. Hay là giả điếc em cũng không biết nữa. Em nhớ có lần kỳ đó là ăn lẩu á, có cái bếp ga nhỏ là nó phực lên luôn rồi. Cũng ngồi chung với nhau một bàn, nhưng mà ảnh quay cái mặt ảnh về phía bên tivi ảnh coi thì nó bị phực lên. Em nói đúng rồi, phực rồi, đúng rồi. Anh im ru luôn. Tới lúc mà mẹ chồng em đang bị bó bọt á, đang cầm cây gậy mà mẹ em chỉ còn ba cái dèo ra cửa, anh mới để ý. Mẹ mới mổ xương xong rồi bó bọt cái chân này nè. Đi thì phải đi bằng nạng, mà thấy bếp ga phật không hiểu sao mà bay ra ngoài cửa mất tiêu rồi. Cả nhà ngồi lo kiếm cái gì dập lửa, mà quay tới quay lui hỏi ủa mẹ đâu mất tiêu rồi. Mẹ đây nè con. Ủa mẹ ra bằng cách nào vậy? Mẹ không biết nữa. Bả độn thổ rồi sao? Rồi cái đưa cho mẹ cái nạn đấy, hỏi chơi vậy, mẹ vô chứ nãy mẹ ra làm cách nào mẹ không biết. Bản năng sinh tồn á, khó là cỡ nào cũng vận động được á. Còn gì nữa? Xa vợ được mà xa điện thoại không được. Tối ngủ là dụ cho em ngủ xong mà là ôm điện thoại. Em không thích cái vấn đề đó. Có nghĩa là hãy ôm vợ chứ đừng ôm điện thoại. Dạ đúng chưa? Giờ mong muốn thay đổi đi. Em muốn ảnh thực hiện tất cả những điều anh đã hứa với em. Cái bản mà giao ước đó em còn giữ em không? Còn giữ luôn. Đã có chữ ký chưa? Có rồi luôn. Đã rồi luôn mà không thực hiện đúng không? Thì ra công chứng đi. Bây giờ người ta đòi của mình rồi, giờ mình có công chứng mình đòi lại chứ. Với lại á, không chị số vậy không được chị. Tại giờ hồi trước giờ em ký nhiều lắm á. 500 lần. Không, mà tại mỗi lần em suy nghĩ ra là em thêm vô là à, phải ký lại. Trời ơi, phải thêm không vậy hả? Trời, phụ lục chắc mù sắp á. Vậy là vô hiệu quá rồi. Mày viết lại đi. Bây giờ hắn rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ mong muốn thay đổi cái gì, focus lại đi. Không hút thuốc, không ôm điện thoại, không có giả điếc khi vợ sai vặt nữa. Vậy mấy một cái máy trợ thính cho ông đi. Rồi với lại không có quá tập trung vô khi xem tivi. Ba cái vợ yêu cầu đó, vợ chồng yêu cầu cái gì? Em chỉ yêu cầu là biết lo cho chồng chút xíu thôi. Nội cái bộ đồ của chồng mặc cô biết ủi nữa. Mỗi lần mặc muốn bộ đồ thẳng thớm mà tự ủi không à. Bậy rồi. Em ủi nhưng mà nó 2-3 ly anh chê nên em không ủi. Rồi có cái tập hay quên là đáng trí nè. Làm xong cái quăng đó toàn chồng đi dọn không à. Cái cuối cùng là ráng học nấu ăn đi, chứ từ xưa giờ nếu cần thì em toàn nấu không à. Chứ vợ em biết nấu. Giờ chị chỉ thấy là những cái điều mà coi như bạn kia mà muốn bạn này 3 điều gì thì bạn này cũng muốn ngược bạn đó 3 điều. Bây giờ về đi, bạn kia thực hiện thì bạn này thực hiện nha. Và ngược lại. Đúng không? Bắt tay nhau cái đi, dám không? Rồi nha. Rồi. Thôi chúc cho hai em coi như là người nào cũng coi như là thực hiện cái lời hứa của mình, và lúc nào cũng cái gia đình cũng hạnh phúc, đầy tiếng cười và mau chóng có đứa nữa nha. Dạ cảm ơn anh chị nhiều. Xin chào em. Xin chào. Ủa chà, nghe cái chữ cháu là biết rồi. Em người dạ chồng em là người Hàn Quốc ạ. Em nói được tiếng Việt không? Hàn Quốc mà được Hàn Suy nên chị. Inseo밖에 못합니다. Anh nói là anh chỉ có thể chào hỏi đơn giản được thôi ạ. Ồ vậy hả? Dạ. 안녕하세요. 안녕하세요. Tôi chỉ biết vậy thôi đó. Dạ. Hỏi với Ufa rồi thôi. Tôi không biết gì thì em chỉ. Dạ. Bạn có nói tiếng Anh không? Dạ, tiếng Anh thì nói được một chút, còn tiếng Nhật thì rất là giỏi ạ. Ồ, dạ. Vậy là phải gọi anh giám đốc của trung tâm MCV lên. Anh Lim á. Đó, để anh Lim nói tiếng Nhật với bạn. Dạ. À, rồi, thôi dạ. Sẽ mời em giới thiệu về mình trước. Dạ. Em giới thiệu luôn cả hai vợ chồng luôn. Dạ, dạ. Lời nói đầu tiên thì cho con xin chào cô Hồng Vân. Tại vì là con cô Hồng Vân thì cũng cỡ chặt tuổi mẹ con, cho nên là con sẽ gọi cô. Con xin phép gọi là cô. Nếu mà là cô là chú Thuận luôn đó nha. Con cứ gọi chú Thuận đây. Đừng còn trẻ mà bị bắt kêu chú hoài. Không có dạ. Đâu, chú Thuận cũng có trẻ gì không đâu. Dạ, dạ con xin chào cô Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận. Chú đi chú. Dạ. Dạ. Ép ta quá luôn á. Chị muốn ép ta kêu ta phải chú. Còn nếu mà anh Thuận là phải chị Vân. À. Còn cô Vân ok bằng chị đi, anh chị đi cho dạ, trẻ dạ. Anh dạ. Chị đi cho trẻ dạ. Rồi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Lân Trinh, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Quảng Ngãi và hiện tại thì em đang sinh sống và làm nhân viên văn phòng ở Hàn Quốc ạ. À. Dạ. Rồi, thôi bây giờ mời chồng em giới thiệu tiếng Hàn luôn. Dạ. Giới thiệu tiếng Hàn luôn rồi em dịch lại. Chào dạ. Thôi, chào thôi. Ok,
Bây giờ đâu bạn chào đi. Lâu lắm. Em muốn nghe nó tiếng Hàn. Thì đấy, chào khán giả đi, nói cái cảm xúc đi rồi xong rồi em nói luôn. Dạ. Oppa, cho khi giới thiệu hàng bộ thấp từ điểm gì đó. Xin chào, tôi tên là Shim Tae Hyun. Tôi đến từ Hàn Quốc. Tuổi là 33 tuổi. 33살입니다. 만나서 반갑습니다. Dạ. Hiểu hiểu. Hiểu hiểu là anh tên thôi. Và anh đến Hàn Quốc thôi, còn vàng sao chưa hiểu. Dạ, anh Taehyun. Taehyun. Tên là Shim. Dạ, anh tên là Shim Tae Hyun ạ. Shim Tae Hyun. Dạ. Shim Tae Hyun. Dạ, anh Shim Tae Hyun năm nay 33 tuổi, đến từ Hàn Quốc và hiện tại cũng đang cùng làm chung một công ty nhân viên văn phòng luôn ạ. Và công việc của anh là gì? Dạ, anh làm quản lý trên bộ phận chất lượng của bên xe ô tô, mà xe ô tô điện đó chị Hồng Vân. Dạ, tại vì là công ty của em là chuyên về xe ô tô điện. Thì anh là làm về quản lý, nghĩa là ví dụ như một sản phẩm mà đã chuẩn bị ra thị trường thì anh sẽ check thử là cái sản phẩm đó đã đủ tiêu chuẩn chưa. Nếu mà được rồi thì mới xuất ra thị trường ạ. Ở Việt Nam mình gọi là KCS á. Là những người mà làm KCS á, trưởng bộ phận để kiểm tra. Cái xe điện của mình đó là của Hàn Quốc hay là của Hàn Quốc tế luôn em? Dạ, của Hàn Quốc ạ. Tại vì bây giờ ở Hàn Quốc thì xe chạy bằng điện rất là nhiều. Và trong tương lai thì trên thế giới cũng chạy bằng điện để tiết kiệm, đúng để rồi. Môi trường đó. Bảo vệ môi trường rất là nhiều. Chạy bằng điện rồi, VinFast cũng có xe điện rồi. Dạ, đúng rồi. Rồi nói chung là có xe điện hết á. Vậy là em là trong bộ phận văn phòng hay là... Dạ. Em làm văn phòng, làm về quản lý cái em quản lý trong cái nguyên vật liệu á, để mà cái linh kiện mà để lắp ở trong cái binh đó. Là cấp dưới của anh này. Dạ. Ủa nhưng mà hai vợ chồng là về đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son là từ khi nào? Dạ, hai vợ chồng em là về từ tối khuya ngày thứ năm, nghĩa là rất là yêu thích chương trình. Và nghe nói là chương trình là phải kết hôn được khoảng tầm 6 tháng thì mới được đăng ký. Cho nên là từ lúc làm đăng ký kết hôn xong là em làm đủ tiêu chuẩn, là em làm cái đơn xin phép được tham gia chương trình. Xong là nhận được sự đồng ý thì là hai vợ chồng sắp xếp để bay về đây quay bay về đây luôn á. Dạ, bay về đây quay chương trình. Hôm nay là thứ bảy, hai vợ chồng mới về tối thứ năm. Dạ đúng rồi. Mà em cũng xin chia sẻ luôn là thật sự là hai đứa về đây cũng rất là trầy trột. Tại vì lần đầu tiên lịch quay là vào khoảng tầm tháng 3, nhưng mà bởi vì trước khi ngày bay một ngày đó thì gia đình bên chồng em xảy ra chuyện, cho nên là mẹ chồng suy sụp quá nên là hai đứa không về được, hủy vé. Thì cũng may mắn là chương trình tạo điều kiện cho tham gia một lần nữa. Thì là hai đứa sắp xếp là lần này là về tham gia chương trình. Rất là cảm ơn chương trình ạ. Là bên gia đình chồng em như thế nào thôi, anh cũng không có hỏi. Dạ. Mà xin chia sẻ với cái điều đó. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều ạ. Thay mặt chương trình là rất là cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Đến năm giờ chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Em nói cho anh hiểu. Dạ. I분들은 우리 참여해주셔서 감사하시고 그리고 뭐 만나서 반갑한다 이렇게 말씀하시고 감사하다고 말씀드려요. 제가 베트남에서 이렇게 유명한 분들 뵙게 될지 생각도 못했는데. 만나서 정말 반갑습니다. 네. Anh nói là ở Việt Nam thì chương trình này anh biết là rất là nổi tiếng và được tham gia và được gặp anh chị thì anh rất là vui và rất là hạnh phúc. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Mình phải cảm ơn á, đúng không? Mình phải cảm ơn đúng không? Kamsahamnida. Kamsahamnida. Ồ, chị Hồng Vân nói tiếng Hàn dễ thương quá luôn. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Kim anh Shim Tae Hyun. Shim Tae Hyun. Shim Tae Hyun. Dạ đúng rồi. Shim Tae Hyun. Thích bạn này lúc nào? Dạ. Em hỏi đi. Chị Uppa가 저 언제부터 약간 우리 언제부터 오빠 나를 좋아하는지 답장하시면 돼요. 그러니까 처음에 이제 남산에서 만났었는데 이제 처음에 만났을 때는 되게 여동생 같고 밝은 모습이 되게 귀여웠는데 이제 두 번 세 번 만나면서 마음이 너무 착하고 상냥한 거를 제가 느끼게 돼서 제가 좋아하게 됐습니다. Dạ anh nói là lúc đầu gặp em mà sau khi mà đã quyết định gặp nhau rồi đó thì gặp ở tháp Nam San thì anh thấy là em rất là nhỏ nhắn, anh thấy em giống như một người em gái vậy đó. Thì gặp hiền lành, thấy hiền lành, gặp vài lần nữa thì thấy dễ thương quá, cho nên là bắt đầu lúc đó là bắt đầu thích em. Nhưng mà thì trước đó là các em quen nhau là như thế nào, cơ duyên nào mà gặp nhau? Dạ hai đứa em gặp nhau là qua một ứng dụng tìm bạn của Hàn Quốc ạ. Lúc đó thì là em vừa qua Hàn Quốc đi du học được hơn một năm, em học thạc sĩ. Còn anh là cũng vừa trở về từ Nhật Bản, anh du học ở bên Nhật Bản về. Thì là trong khoảng thời gian đó là anh ở bên đó 6 năm thì về Hàn Quốc là không có bạn và cảm thấy rất là cô đơn. Anh thì lại rất thích tiếng Việt và thích đồ ăn Việt Nam, thế cho nên là anh đã lên đó để mà tìm bạn. Còn em thì cũng muốn được học thêm tiếng Hàn với có thêm người bạn ở Hàn Quốc để mình cũng bớt cô đơn. Thế là hai đứa giữa rất là nhiều người ở trên đó thì hai đứa đã gặp nhau. Sau đó thì là anh làm quen với em ạ. Hỏi anh nè, hỏi Shim Tae Hyun. Dạ. Shim Tae Hyun. Sao lại thích con gái Việt Nam? 오빠가 왜 베트남 여자 좋아하는지? 아, 뭐 베트남 여자라서 좋아하는 게 아니라 친이라는 사람을 보고 좋아하게 돼서 네, 근데 좋아하는 여자가 베트남 사람이었습니다.
Dạ, anh nói là lúc đầu tiên thật sự mà để nói là muốn kết bạn và thích một người con gái Việt Nam thì không phải, mà là bởi vì gặp Trinh và thấy Trinh như vậy nên anh rất là thích và tức là thích luôn là quen luôn người Việt Nam luôn. Nhưng mà hồi nãy tại vì Trinh nói á, dạ, là anh thích món ăn Việt Nam. Dạ đúng rồi. Con gái Việt Nam. Dạ. Thì trước đó trước khi gặp Trinh á, dạ, thì Nhật là ảnh ở có nghĩa là trước đó đó, trước khi gặp em đó, dạ, là anh có biết gì về Việt Nam không? Dạ dạ. 오빠가 저 만나기 전에 약간 오빠 베트남 음식 하고 베트남 사람도 좋아하시잖아요. 근데 저 만나기 전에 오빠가 베트남 뭐가 아는지. 베트남 요리는 한국에서도 되게 유명해서 뭐 쌀국수, 반새우 뭐 이런 걸로 이제 그 정도만 알고 있었습니다. Anh nói là trước khi mà gặp em thì anh biết là ở Hàn Quốc rất là nổi tiếng, đồ ăn Việt Nam rất là nổi tiếng, bánh xèo rồi phở rồi rất là nổi tiếng, cho nên anh biết rất là nhiều về điều đó. Chắc là ở khu đó có người Việt Nam nhiều. Không, nhưng mà bây giờ hỏi nè, hỏi ảnh đi. Dạ. Là lúc mà ở học ở Nhật tới 6 năm, học ở Nhật mấy năm á, dạ, thì là ảnh thấy con gái Nhật với con gái Việt Nam á có khác nhau nhiều không? Dạ. Lúc đó ảnh có bồ bên Nhật không? Dạ. Bé này mà hỏi sao nó dám trả lời ta? Chắc là giấu giếm. Đó là chị Vân hỏi. Dạ. Đó. 이분이 오빠 이렇게 물어보고 싶습니다. 오빠가 한국 아무지 일본에 있었는데 어떻게 생각해요? 베트남 여자이랑 베트남 여자 저 여자랑 일본 여자 뭐가 다른지 그리고 일본이 일본에 있었는데 오빠가 뭐 일본 여자 뭐 있는지 약간 여자 친구 있는지 한번 뭐 약간 나눠드리겠어요? 약간 일본 여자는 수동적인 부분이 있는 것 같고, 그러니까 적극적이지 않고 나서지 않고 이제 남자가 하자 하면은 이제 따라오는 그런 느낌이라고 하면, 베트남 여자는 자기가 먼저 하고 싶어서 하는 적극적인 모습이 다른 것 같고, 뭐 데이트는 한두 번 해본 적 있는데 만난 적은 없어요. Anh nói là so với con gái Việt Nam với con gái Nhật Bản thì con gái Nhật Bản giống như kiểu là không có tích cực trong cái mối quan hệ, mà kiểu như là nam cha người đàn ông mà nói là bây giờ mình đi chơi đi thì sẽ đi chơi, cho nên anh cảm thấy là anh cảm thấy hơi khiên cưỡng được tí. Còn đối với con gái Việt Nam là rất là hoạt bát vui vẻ thì đi chơi rồi cảm thấy rất là thoải mái, cho nên là anh rất là thích như vậy. Và ở bên Nhật Bản thì cũng chưa gặp gỡ cô nào cả. Nó xạo á, nó xạo. Em cũng nghĩ là như vậy chứ nhiều khi không lẽ một thời gian như vậy mà không có ai. Đúng rồi. Đúng rồi, dạ, phải có thông dịch người Hàn Quốc mà coi như trung lập á, hỏi thì phải đúng mang. Rồi, dạ, chứ coi như ở đó xong rồi giống như là xong rồi khi về Hàn Quốc á, cái tự nhiên là không có quên được á thì mới là không có quen ai ở Hàn Quốc, rồi mới là tự kỷ, mới là trầm cảm á. May mà gặp được Trinh. Dạ cảm ơn. Nhưng mà tụi em quen nhau qua cái app hẹn hò đúng không? Dạ. Vậy thì bao lâu thì mới gặp nhau trực tiếp ở ngoài, ở chỗ cái tháp Namsan? Namsan. Dạ. Thì là tụi em gặp nhau nói chuyện, ảnh làm quen với em xong nói chuyện với nhau là được khoảng tầm gần một tháng. Thì khi đó em cũng chia sẻ luôn là khi đó là chị họ của em và anh họ đi qua Hàn Quốc du lịch. Thì là mỗi ngày hai đứa nói chuyện với nhau thì em có chia sẻ là sắp tới là chị họ qua đó thì sẽ đi chơi. Thì anh có nói là có muốn lên Seoul đi chơi hay không thì anh đi với. Mà em thì nghĩ trời ơi, gặp nhau qua mạng mình có tin tưởng đâu, nói chuyện thì để biết tiếng Hàn thôi. Chứ còn gặp nhau nhiều khi gặp người phải người không tốt thì mình biết làm sao. Nhưng mà trong lòng mình là cũng cái được kim là kỹ cái cảm giác là anh này cũng là người tốt rồi, nhưng mình cũng chưa chắc chắn được. Thì lúc đầu là em từ chối. Nhưng sau đó anh có nói là đi Seoul đi tàu điện ngầm thì cũng được, nhưng mà nếu đi xe hơi thì mình chủ động hơn rất là nhiều. Thế là anh gợi ý là đi chung với ảnh, thì em có hỏi chị họ và anh họ thì đồng ý, nên là tụi em đã gặp nhau vào ngày đó ở tháp Namsan đó. Và tỏ tình luôn cái ngày đó không? Có dạ, không? Dạ không ạ. Vậy để bao lâu sau đó thì mới tỏ tình? Dạ, sau đó là khoảng tầm gần một tháng sau nữa. Nghĩa là như vậy, lúc mà gặp nhau ở tháp Namsan á, chỉ là bạn bè nói chuyện qua lại thôi. Thì anh có hứa với em là sau đó là khoảng tầm một thời gian sẽ em chuyển lên gần Seoul á, thì là hai đứa sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Tại vì trước đó là em cũng ở khá xa, khoảng 3 tiếng đi xe hơi. Là sau đó sẽ gặp nhau, nhưng mà anh không có giữ lời. Anh không giữ lời. Sao vậy? Gặp nhau mới có cách chia tay nhau mới có 2 ngày thôi thì là anh cứ xuống nhà em liên tục. Xuống hoài luôn. Xuống mà ảnh thì đi làm công sở từ sáng tới tối mới được về, 7 giờ mới được về. Còn em thì cũng đi làm thêm rồi vừa đi học cũng bận 9 nhưng giờ mới xong. Nhưng mà từ đó qua nhà em có gần không? Dạ không ạ, mình lái xe 3 tiếng. Trời, ba tiếng lái xe hơi 3 tiếng. Mà ngày nào cũng xuống, có nếu mà bận quá thì là 2 ngày xuống một lần, mà xuống xong ở miết ở dưới rồi, ngồi nói chuyện. Hỏi, em hỏi ông coi tại sao mà hỏi trực tiếp đi. Không hỏi rồi, hay nghe. Đó. Nhưng mà nhìn đi, nhìn cho bạn. Cái động lực nào mà để cho bạn Kim đó, Kim Taeyeon. Kim Taeyeon đó. Không, là Kim Taeyeon. Kim Taeyeon đó là phải ngồi xe 3 tiếng đồng hồ mà ngày nào cũng tới nhà Trinh vậy. 우리 남산에 조금 처음에 만났은 후에 오빠가 나한테 뭐 약간 나중에 자주 만나자고 했잖아. 그때 갑자기 그 다음에 며칠 지나고 계속 운전하고 나 만나잖아. 뭐 2시간, 3시간 정도. 그리고 왜 이렇게 뭐 약간 똥기 어떤 똥기인지 이렇게 하신 거예요? 그냥 그때 약간 좋아하는 마음이 조금씩 커졌던 것 같고 보고 싶으니까 자꾸 연락했죠. Anh nói là lúc đó thì tự nhiên trong lòng cái sự thích Trinh đó nó trỗi dậy và càng ngày thì nó càng nhiều và nhớ, cho nên là muốn gặp liên tục. Thế là anh lái xe xuống. Nghĩa là đi về là 6 tiếng. Dạ đúng rồi, mà ngày nào cũng ngồi tới gà gáy vậy đó. Ba mẹ gọi mới chịu gì. Em hỏi đi.
em thích cái điểm điểm gì nhất trên khuôn mặt của Trinh? À, 제 얼굴 얼굴 중에서 코 눈 입 같은 거 중에서 오빠 제일 좋아하는 거 뭐예요? 눈 눈이에요? Dạ, anh nói là anh thích mắt của em nhé. Ừ, nó mắt này. Dạ. Tại sao vậy? Vì Vì ở cái sao sao nói sao? Vì 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 왜요? 깜짝이야. 눈이 그냥 이쁘게 인형처럼 이쁜 것 같아. 안 나 rất là đẹp. 아. rất là đẹp và kiểu có hồn để thích nhìn á. Đó, có hồn là anh nói đó. À dạ. Nhưng mà đừng dạy ông nói tiếng Việt nghe em. Lớ quớ, ông coi như là ông nói đúng là cô hồn luôn. Thôi nhưng mà Trinh ơi, là chắc chắn là chính vì cái việc mà ông ngồi xe 3 tiếng. Dạ. Đó và cái thời gian coi như là ông xuống mình hoài quá. Em rất là cảm kích cái điều đó đúng không? Dạ đúng rồi, nói chung là khi nói chuyện thì ảnh là một người rất là chân thành, thật sự rất là lịch sự luôn. Ở bên Hàn Quốc thì cái cách nói chuyện là thường thường là có hai cách là nộp pin man hoặc là phạm man, nghĩa là nói trân trọng lịch sự và nói nó trống không như là khỏe không mày hay là như nào đó. Nhưng ảnh rất là lịch sự ngay từ lần đầu tiên ảnh gặp mình là người ngoại quốc nữa. Nhưng mà ảnh rất là tôn trọng và nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự với mình lắm. Cười có hai đứa đồng tiền có duyên nữa. Đâm ra là rất em rất là thích luôn. Thì khi mà như vậy xong ảnh xuống như vậy liên tục rồi ảnh mời mình đi ăn rồi ảnh lịch sự mà ảnh quan tâm từng ly từng tí. Nghĩa là ví dụ như đàn ông mà gặp thì tặng nhẫn hay tặng hoa tặng gì, ảnh là tặng cho em những thứ như là kem dưỡng tay nè, rồi thuốc bổ mắt, bổ đồ. Em là bị bệnh hơi nhiều, thế là ảnh chăm lo đủ thứ từ những cái mà sức khỏe của mình, máy đấm lưng các kiểu. Này kia đâm ra mình thấy ông này ông nhiệt tình, mà hiền khô à. Đâm ra là thích luôn. Thích mà luôn. Em thích cái điều gì trên khuôn mặt của Chay Anh? Em thích hết nhưng mà lúc đồng tiền là dễ thương nhất hay mà lúc đồng tiền. Dịch đi. Oppa, oppa, cười chứ. Oppa, oppa. Bôi cho kem, bôi cho trinh kéo. Nè đây nè. Cứ nhắc ủi sợ, phiên hai kia ủi sợ. Chào anh thêm vô cô. Trinh like it. Rồi bao lâu thì anh mới tỏ tình với Trinh? À, dạ gặp nhau nữa là từ lúc mà gặp ở Tháp Lâm San cho tới sau đó là khoảng tầm một tháng hơn nữa. Thì là anh mới hẹn em đi ăn một bữa ăn rất là lãng mạn ở nhà hàng Ý. Xong rồi dắt đi uống cà phê rồi đi chơi được các kiểu mà cũng không nói là quen nhau. Nhưng mà anh này không biết anh sao, tự nhiên lúc đó là mình có đồng ý là quen ảnh đâu hay là chưa tỏ tình gì hết. Tự dưng cái đi ăn cái ảnh mới nói là Trinh ơi sau này Trinh học thạc sĩ xong Trinh đừng có về Việt Nam được không? Anh sẽ cố gắng làm kiếm thật là nhiều tiền, một năm anh cho Trinh về Việt Nam chơi với ba mẹ hai lần thăm ba mẹ, Trinh có đồng ý không? Mình nghĩ ủa trời đất ơi, có quen nhau có chịu lấy nhau hay như thế nào đâu mà lúc đó là chưa tỏ tình gì, chưa tỏ tình gì hết. Xong rồi cái hỏi là Trinh ơi anh mua nhẫn Trinh có chịu đeo không? Cái là mình cũng không nói gì cả. Xong rồi lát hồi trở về nhà đi ăn xong trở về nhà thì ảnh có hỏi Trinh là ảnh có hỏi em là Trinh ơi em có đồng ý làm bạn gái anh không? Thì em không trả lời nhưng mà ảnh cũng nghĩ chắc là mình cũng đồng ý, nhìn cái cách của mình đó. Thế là hai đứa hôn nhau là đồng ý là quen nhau. Coi như là cô ấy im lặng là đồng ý đó chị. Là cướp răng đó. Luôn đó. Chứ không phải là im lặng là không biết trả lời mà là im lặng là đồng ý. Dạ. Đó, nhưng mà gia đình của em á. Dạ. Em có giới thiệu ảnh rồi, gia đình em có ủng hộ không? Dạ thì là lúc đầu thì em có nói với ba má nói sơ qua là con có quen với một anh người Hàn Quốc đó. Thì ba má nói trời ơi đi qua đó xa xôi con ơi, đi về đi rồi cưới người Việt Nam cho gần cho ba má đỡ lo. Chứ bây giờ quen bên đó thì biết người ta là ai, người ta có lừa lọc gì mình không, đúng. Rồi khổ này kia. Cha mẹ cũng vừa sợ nhiều cái dạ. Phim lấy trong Hàn Quốc vậy đó. Dạ đúng rồi, thực tế là phải nói như vậy bởi vì có rất là nhiều cái tin tức cho nên là ba má em cũng sợ. Nhưng mà em thì lại có thói quen là điện thoại cho ba má mỗi ngày. Mà gặp anh này thì là mỗi lần em điện là cứ chồm vô má khỏe không này kia cái kiểu rất là dễ thương. Gặp má em mà cứ hỏi má ăn cơm chưa này kia. Xong rồi má em thấy dần dần thì thấy cũng anh này cũng ok dễ thương. Nhưng mà có một cái đợt đó năm 2020 thì Covid bùng rất là mạnh ở Hàn Quốc. Phải nói là đó thì là ảnh cũng em đi làm thêm đó thì ảnh cũng sợ. Nhưng mà ba má thì rất là lo muốn là em về Việt Nam. Nhưng mà ảnh có điện thoại nói với má em là má đừng có lo, thì nếu mà có chuyện gì thì con sẽ đón Trinh lên trên nhà ở với lại gia đình con. Thì là có ba mẹ con chăm sóc nên là không lo gì cả. Và cũng từ đó là ba má cảm thấy tin tưởng và thích anh luôn. Dạ. Nhưng mà coi như bây giờ một năm là em về thăm ba mẹ mấy lần? Một năm thì không có cố định là về mấy lần ạ. Nhưng mà lần... Có trên 2 lần không? Dạ chưa, nghĩ là chưa. Trước đó thì là em đi 4 năm, đi du học 4 năm hơn em mới về một lần. Rồi năm nay là em về lần thứ 2. Sắp tới tháng 9 lại về thêm lần nữa là để làm đám cưới ạ. Nhưng mà tụi em đã đăng ký kết hôn chưa? Dạ đăng ký kết hôn vào tháng 6 năm ngoái rồi. Bây giờ ngược lại là gia ảnh đưa em về gặp ba má của ảnh. Dạ. Thì gia đình của ảnh là có thích em không? Bây giờ em sẽ để cho anh trả lời câu này. Nó mới có vẻ là nó. Đó. Chome deka theo vào trận này của chip. Oppa 부모님 처음 만났을 때 오빠 부모님 나 좋아하는지 한번 나눠 드릴까요? 좋아해 보시고. 좋아. 좋아. 너무 좋아하신지. 좋은 거야. 야. 아 좋아 là gì? 나누 드린가요? là thương á, ba mẹ có thương em không? 좋아해요. 사랑해요. 좋아해요. 좋아해요. 더 나쁜 거야, 되게. 만나기 전에는 이제 친을 만나기 전에는 서로 자라온 문화도 다르고 이러다 보니까 걱정을 많이 하셨는데 친을 만나고 친이 이제 뭐 음식이나 설거지 같은 것도 어머니를 많이 도와드리고 어른들한테 인사도 밝게 잘 하는 것을 보시고 금방 좋아해 주셨습니다.
À có cái chữ tra cuối cùng á, Hương đó. Ừ. Đúng không? Dạ, nghe có. Được có chữ cuối rồi đó. Dạ. Em dịch sát nghĩa đi em. Dạ để em dịch sát nghĩa. Anh nói là lần đầu tiên trước khi mà chưa gặp nhau đó thì ba má cũng rất là lo lắng bởi vì cái văn hóa giữa hai nước nó quá khác nhau. Ừ. À, nhưng mà khi gặp nhau rồi thì Trinh rất là đối xử rất là tốt với ba má, rồi lễ phép với ba má, xuống bếp phụ ba má rửa chén này kia, cho nên ba má là thích từ đầu là đã thích rồi. Gặp nhau lần đầu đã thích rồi. Đó dạ. Là có thương rồi. Dạ. Thôi bây giờ là mình vô tới cái cái hôm mà anh cầu hôn em á thì có lãng mạn không? Đó, anh cũng đang ừ, đó, ừ. Đó, dạ. Bao cách nhau bao lâu? Đó. Sau dịch đúng không? Dạ sau dịch, dịch là 2020. Tụi em quen nhau 2019 thì tới năm Dạ là tới năm 2020 đúng rồi, 2021 chứ, 2021. Thì là lúc đó tụi em đi du lịch ở một cái thành phố biển rất là đẹp là thành phố Busan của Hàn Quốc. Thì là anh biết là em rất là thích hoa và thích màu tím. Thì hôm đó tự dưng anh dắt em đi tới một cái vườn hoa. Thì anh nói là Trinh ơi đứng tạo dáng để anh chụp hình cho. Xong anh kêu là em quay lưng đi chụp phía sau lưng nó mới có một cái cảm giác là đẹp dịu, kiểu mà dịu dàng này kia. Thì em cũng nghe lời quay lưng lại. Tự dưng cảnh lắp camera xong anh Trinh ơi quay lại đi. Xong quay lại xong rồi quỳ xuống giữa vườn hoa một tím mà mưa rơi tí tách tí tách vậy nè. Xong rồi cầu hôn là Trinh ơi có đồng ý làm vợ anh không? Một ngày thì anh sẽ một tuần anh sẽ cho Trinh ăn 3 bữa thịt bò. Anh sẽ khoai thịt bò lắm hả? Dạ em thích ăn thịt bò, em nói là phải cho em ăn thịt bò nhiều thì anh hứa là một tuần anh sẽ cho em ăn 3 bữa thịt bò. Có đồ ăn ngon thì sẽ cho em ăn trước này kia. Đồng ý liền chứ dễ gì. Đúng không? Kinh lắm hả? Dạ, ảnh dễ thương, ảnh hiền, ảnh làm nhiều cái đơn giản mà đáng yêu. Nhưng mà ảnh ảnh là thuộc tiếp đàn ông hiền lành, không có bạo lực đúng không? Dạ, rất là hiền. Nhìn là thấy rất là hiền. Dạ, hiền lắm. Thôi là cưới liền. Dạ, sau... Đăng ký chứ. Dạ, chưa, sau đó là khoảng tầm tháng 10 thì hai đứa về ở chung. Tại vì là lúc đó thì em đi học mà bận á, nên là em nghĩ làm thêm về ở chung với ba mẹ luôn. Xong đó khoảng tầm 6 tháng sau thì mới đăng ký kết hôn xong. Bởi vì là giữa hai cúc chê kê rôn là đám cưới quốc tế thì nó hơi rắc rối về thủ tục. Thì sau đó là em làm giấy rồi. Rồi về ở chung thì nói chung là có khi nào mà hai vợ chồng không hiểu nhau? Dạ. Rồi, cãi nhau. Cãi nhau. Hai đứa em thì lúc mà mới về ở chung thì không cãi vã. Tại vì là ở chung với ba mẹ rồi... anh cũng rất là nhường nhịn, chiều chuộng mình, cái tính mình con nít á, anh cũng chiều chuộng nên là không có cãi vã gì. Nhưng mà có một đợt là sau đó hai đứa ở riêng chuyển công ty thì ở riêng. Thì là ảnh thì có một cái tật là rất là tiết kiệm, mà ảnh nói với em, ảnh cũng hơi cố chấp nữa. Ảnh ở bên Nhật thì là hay bị stress về công về học tập rồi đi làm nữa, nên là ảnh hay rụng tóc. Thì ảnh có mua cái loại thuốc gì kiểu biotin hay gì đó, ảnh mua về ảnh uống, mà ảnh chưa khui, ảnh mua nhiều lắm. Thế là ảnh mới lấy ra, ảnh nói với em là bây giờ ảnh uống thì em cũng nghĩ là nó còn đát để ảnh uống thôi. Xong rồi tự dưng một thời gian em vào kiểm tra thì em thấy là nó quá đắt rồi. Quá đắt rồi mà quá đắt một thời gian ngắn thôi. Thì em mới nói ủa anh ơi sao giờ này cái này nó quá đắt mà anh vẫn uống. Thì anh nói không mà nó có sao đâu, anh đã khui đâu, nó là đồ mới mà, ở trong hộp mới mà. Xong rồi em mới lấy em vứt, thì anh mới giận em tại nó mắc tiền. Chứ anh nói là em vứt như vậy là đồ của anh thì em không tôn trọng anh, em phải để anh quyết định á. Cái em mới giải thích là anh làm như vậy là không được, ảnh hưởng tới sức khỏe này kia. Rồi anh mới thấy em khóc rồi anh xin lỗi anh dỗ. Rồi cái lần đó là cãi vã lớn nhất rồi. Dạ mà cũng một xíu là xong chứ cũng không lớn lắm. Nó mới sương sương rồi. Sương sương thôi đúng không? Hồi giờ sẵn em nói luôn cái tật xấu của bạn đi, xong rồi hồi cái em hỏi luôn, em hỏi là anh chị hỏi là cái tật xấu của em là cái gì đó. Em nói luôn, tức là từ lúc mà các bạn coi như là về ở với nhau cho tới bây giờ luôn á. Dạ. Nghe là tật xấu là gì? Cách sinh chi phụ thờ à để em nói trước tật xấu. Tật xấu của ảnh em sẽ xin cô em sẽ báo cáo hết ngày hôm nay. Ảnh là có tật xấu là ảnh rất là thích cắn móng tay và xé móng tay. Cái tay của ảnh upa son trong boyo từ đôi ốc xé tay coi, ảnh xé ảnh xé cái móng tay ảnh rất là nhiều, ảnh thích như vậy đó. Và kiểu như là ảnh cứ xé cho tới lúc mà kiểu mà mình ngăn cản ảnh là ảnh không có, kiểu như là lúc đó là cơn xé, cơn muốn xé nó đang tới mà mình giành giật là ảnh không chịu, phải xé cho đứt cái chỗ đó ra xong ảnh mới chịu. Vậy là những người đó là biểu hiện những người bị stress á, những người mà bị stress là rất rất thích những cái thứ như là cắn, thứ hai là làm như là cào á cho nó như vậy là bàn tay của chồng em là không bao giờ mà thấy móng. Dạ không, em cắt cho lại. Bây giờ là đã cải thiện được chưa? Dạ cải thiện được nhiều rồi. Lúc trước là ảnh cũng công việc rất là bận với là ảnh căng thẳng á, nên là ảnh cũng hay dậy, nhưng mà bây giờ thì ảnh đỡ rất là nhiều. Có một cái tật nữa là ảnh rất là sạch sẽ, ảnh sạch một cách khủng khiếp luôn. Ảnh đi làm về hả là ảnh chưa thay đồ chưa gì hết, mà trong khi trên xe là ảnh nói với em là sau khi về là anh sẽ phải tắm rửa nghỉ ngơi liền, anh quá mệt rồi. Thế là bắt đầu đi tới nhà chưa kịp cởi giỏ sách ra nữa là bắt đầu thấy lấy cái máy hút bụi hút hút hút, rồi lấy cái đồ lăn bụi đó lăn tóc lăn đồ, xong càm ràm Trinh ơi tại sao mà tóc em lại rụng như vậy, em có thể nào làm cho nó bớt rụng được không? Rồi anh nói nhiều cái rất là mắc cười. Anh rất là sạch sẽ luôn. Xong rồi là tắm thì một ngày tắm 2-3 lần. Đêm á, ví dụ như anh hay đổ mồ hôi thì đêm mà dụ 2 giờ sáng, 3 giờ sáng mà anh đổ mồ hôi là anh vẫn đi tắm. Trời. Xong anh vô anh nằm máy lạnh. Nguy hiểm quá. Anh bật máy quạt này kia các kiểu, nói chung là anh rất là sợ nóng.
Anh nói là cái đầu ảnh mà nó nhức nhức hay là đổ một tiếng mồ hôi là anh không ngủ được. Phải tắm sạch thì là sạch mới lên giường, còn không không bao giờ lên giường. Đó, sạch quá thì đâm ra em sợ là bị. Có nghĩa là người ta là đã khuyên là không nên tắm khuya rồi. Dạ. Mà chồng em là tắm cực khuya luôn. Dạ. Tắm gần rạng sáng luôn á chị. Mà nước là đang ngủ mà tiên đi bật dậy đi tắm. Dạ. Nguy hiểm lắm á. Dạ, anh nguy hiểm lắm à. Dạ, cũng không mà phải. Trời là... Hàn Quốc rất là lạnh đúng không em? Dạ, lạnh thì nó có bốn mùa anh ạ. Nó bốn mùa thì có những mùa nó nóng, nó cũng nóng nhưng không bằng Việt Nam. Còn lại là ba mùa còn lại thì mát, hơi mát và rất là. Cái nóng của Hàn Quốc thì cũng ở đây nó là mát đây. Ở Việt Nam mình là mát đó. Dạ. Đó. Nhưng mà ảnh là không chịu được nóng, như là ngồi máy lạnh anh vẫn có thể đổ mồ hôi. Dạ. Rồi sao còn tật gì nữa? Tật xấu nữa là ảnh có ghen không? Ảnh hơi ghen. Ví dụ như em là rất thích diễn viên Hàn Quốc, coi mà thấy anh nào đẹp trai là trời, chồng em, Chun Hum Tenita. Cứ nói là chồng em. Xong bữa hai đứa đang nằm ôm nhau coi phim, cái em thấy anh diễn viên kia đẹp trai quá. Cái lại em nói, chồng em nói nha, cái ổng xô em ra. Chồng em phải chạy tới nó mà ôm đi, chứ ôm anh chi. Xong rồi hỏi em là em có bao nhiêu chồng rồi. Ủa em, nhưng mà ở bên đó bây giờ em gặp diễn viên Hàn Quốc không? Diễn viên Hàn Quốc mà em yêu mến đó nha, gặp ngoài đời luôn á. Dạ dạ chưa. Tại vì em không đi đu idol, ở bên đó nhiều bạn đi đu thì ra sân bay là gặp rất là nhiều. Nhưng em biết sao? Ý là coi đó, mà đã vậy rồi. Dạ em gặp nó chắc. Em gặp nó chắc là thôi luôn, anh sợ luôn á. Nhưng mà em có mong ảnh thay đổi cái điều gì không? Chị thấy là cũng một số tật gì cũng đáng yêu chứ. Dạ, nói chung ảnh rất là đáng yêu. Kiểu ảnh thay đổi thì ảnh rất là suy nghĩ nhiều về cho tương lai, một người rất là chăm chỉ. Lúc nào làm việc là cũng muốn kiếm thật là nhiều tiền, mặc dù là tụi em không bị áp lực nhiều về kinh tế. Nhưng ảnh vẫn sợ là sau này đẻ con ra thì không có điều kiện để lo cho con tốt giống như người ta. Cho nên là cứ suy nghĩ là phải làm cái này làm cái kia. Anh có thể làm thêm cái này không, làm thêm cái kia không, rồi cứ làm mà không phải là nói không mà làm. Ảnh có đi làm thêm nữa, làm thêm rất là nhiều để mà kiếm thêm tiền đó. Rất là đáng yêu. À còn tật xấu của em để em hỏi anh thử, anh để anh trả lời cho nha. Đúng rồi. Oppa, sẽ có thành cho mùi chi. Thành cho. Là anh chị hỏi đó, anh chị hỏi đó. Even oppa mùi đâu chị. Để có thành cho mùi chi. Và đây là cơ hội để cho ảnh nói ra hết những cái tật xấu của đời mình. Dạ, oppa. Ibone, 좋은 기회 à. Cúc chập à. Cúc chập à. Dạ, anh phải lần này phải nắm lấy cơ hội này để nói cho em. Đó, cúc chập à. Dạ, cúc chập à. Cúc chập à. Hãy nắm lấy cơ hội. 아 제가 집에서 이제 평소에도 저한테 뽀뽀나 깨무는 거를 자주 하는 편인데 이제 집에서 제가 뭐 일을 하거나 뭐 예를 들어서 게임을 하거나 굉장히 집중해 있을 때 꼭 그럴 때 이제 와가지고 저한테 이제 깨물거나 뽀뽀를 하면은 물론 사랑아집한테 그때 엄청 짜증이 나가지고 저리 가라고 이렇게 소리를 지르는데 그럴 때가 있습니다. 또 있으세요? Anh như vậy này, cảm ơn cho thông tin khách. Dạ, anh nói còn nữa nhưng mà em dịch trước đi rồi anh nói tiếp. Anh nói là anh thì khi yêu thì rất là thích được hôn, nhưng mà đừng có quá đáng quá. Anh nói là nhiều lúc anh đang làm việc thì cái nhào tới ôm hôn được cắn chỗ này cắn chỗ kia, mà mình nói là đừng có hôn anh nữa, anh đang bận lắm mà cứ hôn hôn làm anh rất là bực. Anh nói là đi chỗ khác đi cho anh làm việc mà cứ thích hôn thôi. Bởi vì nhiều lúc anh cứ nói là em mau chóng đẻ con đi rồi sau này em đận con không đận anh nữa. Anh con đi rồi bớt hôn anh lại đó. Nghĩa là hôn dồn dập. Dạ cứ đè cái mặt ra rồi hôn, mà trong khi ông đang tập trung người bấm máy tính vậy mình cứ đè ra mình hôn chỗ này hôn chỗ kia, mình cưng nặng cái này cưng cái kia. Ông nói là anh điên lên. Rồi tiếp nữa đi, tiếp tôi, đi. Tôi mà xin mời chị cô. Hung không có giờ giấc, không có tao, không có tổ chức gì dạ, cả. Dạ đúng rồi, nhìn mặt dễ thương quá chịu không được. Có nào đang giờ là có gì nào đang quay hình đang bay là không? Dạ không, cái đó là không được rồi. Và tôi mà xin mời chị cô. À, 그리고 뭐 같이 이제 누워서 서로 핸드폰을 보는데 이제 서로 이제 좋아하는 거를 각자 이렇게 보다가 꼭 자기가 보는 게 이제 끝나면은 이제 저한테 와서 아 오빠 왜 나한테 관심이 없냐고 이렇게 그럴 때 얘기할 때 가끔씩 짜증이 납니다. Tụi em là trước khi ngủ hoặc là sau khi mà sáng ngủ dậy mà ngày rảnh là hai đứa nằm coi TV, nằm coi bấm điện thoại thì là anh nói là đứa nào muốn coi cái gì thì cứ coi phần mình thích thôi. Sao em bấm đã đợi hết cái để coi rồi, cái em quay qua. Về nào con siêu hộp sổ anh ta không có thương em, không quan tâm gì em hết vậy. Thế là anh quay qua. Em đã coi hết những thứ em muốn rồi đúng không? Tự nhiên cảm thấy rất là bật tay con nhỏ này, nó coi xong đồ của nó, cái nó quay qua nó hỏi mình sao không thương nó. Là anh cứ nói như vậy, tại sao lại như vậy? Anh nói vậy đó. Anh nói là còn nữa, muốn xin cô nữa. Nói đi. Tôi mời xin qua cô. Continue. Còn xấu gì nữa? Cực khóc trong cái. Continue. 아, 그리고 이제 되게 평소에 걱정이 되게 많아서 나가기 전에 이제 가스나 뭐 전기 이런 거를 꺼져 있는지 이제 다 일일이 사진을 찍고 저한테 와서 이거 보라고 이제 꺼져 있는 거 맞냐고 저한테 꼭 확인을 해서 매번 그러니까 좀 심하지 않나 그렇게 생각할 때가 있어요. 안 놀라 찐 거 그 bệnh rất là căng bệnh rất là nặng là